听说，据说，传说，听说。Sau đây mời các bạn học phần 1. 听说 Nghe nói 听说这道题没人做得出来。Có nghĩa là nghe nói đề bài này không ai làm được. 听说这道题没人做得出来。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 听说这道题没人做得出来。Mời các bạn học tiếp. 听说这棵树有上千年历史了。Có nghĩa là, nghe nói cây này có lịch sử hơn nghìn năm. 听说这棵树有上千年历史了。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 听说这棵树有上千年历史了。Mời các bạn học tiếp. 我听说今天的客房都订完了。Có nghĩa là, tôi nghe nói phòng khách hôm nay đã đặt hết rồi. 我听说今天的客房都订完了。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 我听说今天的客房都订完了。Mời các bạn học tiếp. 听说办公室主任是个转业军人。Có nghĩa là, nghe nói chủ nhiệm văn phòng là một quân nhân chuyển ngành. 听说办公室主任是个转业军人。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 听说办公室主任是个转业军人。Mời các bạn học tiếp. 你们听说老王辞职的事了吗？ Có nghĩa là, các bạn nghe nói việc ông Vương từ chức chưa? 你们听说老王辞职的是了吗？ Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 你们听说老王辞职的是了吗？ Mời các bạn học tiếp. 谁听说过盲人摸象的故事？ Có nghĩa là, ai đã nghe qua chuyện người mù sờ voi chưa? 谁听说过盲人摸象的故事？ Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 谁听说过盲人摸象的故事？ Mời các bạn học tiếp phần 2. 据说 Được biết, theo người ta nói. 据说以前这里是座城堡。Có nghĩa là, được biết, trước đây chỗ này là làm thành lũy. 据说以前这里是座城堡。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 据说以前这里是座城堡。Mời các bạn học tiếp. 据说转基因食品吃了对人体有害。Có nghĩa là, được biết, ăn thực phẩm chuyển gen có hại đối với sức khỏe. 据说转基因食品吃了对人体有害。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 据说转基因食品吃了对人体有害。Mời các bạn học tiếp. 据说梦里的内容跟现实是反的。Có nghĩa là, theo người ta nói, nội dung trong giấc mơ là ngược với hiện thực. 据说梦里的内容跟现实是反的。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 据说梦里的内容跟现实是反的。Mời các bạn học tiếp. 据说
大部分女士都希望男士主动追求。Được biết, đa số nữ giới mong nam giới chủ động theo đuổi. 据说，大部分女士都希望男士主动追求。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 据说，大部分女士都希望男士主动追求。Mời các bạn học tiếp. 据说，游泳有助于治疗颈椎病。Có nghĩa là, được biết, bơi lội giúp điều trị bệnh khớp xương cổ. 据说，游泳有助于治疗颈椎病。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 据说，游泳有助于治疗颈椎病。Mời các bạn học tiếp. 据说，汉语是世界上最难学的语言之一。Có nghĩa là, được biết, Hán ngữ là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới. 据说，汉语是世界上最难学的语言之一。Mời các bạn học tiếp phần 3. 传说 Tương truyền, truyền thuyết 牛郎织女的故事只是个传说。 Có nghĩa là câu chuyện ngưu lang chức nữ chỉ là một truyền thuyết. 牛郎织女的故事只是个传说。Mời các bạn học tiếp. 中国民间有许多古老的传说。Có nghĩa là, dân gian Trung Quốc có nhiều truyền thuyết cổ xưa. 中国民间有许多古老的传说。Mời các bạn học tiếp. 历史学家正在解密埃及金字塔传说。Có nghĩa là, nhà sử học đang giải mã truyền thuyết kim tự tháp Ai Cập. 历史学家正在解密埃及金字塔传说。Mời các bạn học tiếp. 传说女娲是个人首蛇身的女神。Có nghĩa là, tương truyền, nữ hoa là nữ thần đầu người thân rắn. 传说女娲是个人首蛇身的女神。Mời các bạn học tiếp. 杭州西湖有许多美丽的传说，其中白蛇传最为著名。Có nghĩa là, Hồ Tây, Hàng Châu có nhiều truyền thuyết đẹp, trong đó Bạch Xà Chuyện nổi tiếng nhất. 杭州西湖有许多美丽的传说，其中白蛇传最为著名。